Khi đó chúng em đang tiếp tục lên một cấu hình nữa, đó là cấu hình 1 2 DSX7 và cặp loa Bass 40, đó là cặp loa Pioneer CS99 ạ. Đây là cặp loa của bác khách hàng ở dưới Quảng Ninh, và cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính chủ của bộ combo này, các bác ở Quảng Ninh nhé. Và những video như này chúng em sẽ lên và lên rất nhanh, và đây là cái quá trình chúng em làm việc. Bất cứ một cấu hình combo nào cũng vậy thôi, bác phải có một cái quy trình như thế này ạ. Thứ nhất là chúng em gửi hàng đi xa, thứ hai là phải để đảm bảo được cái uy tín của công ty cũng như về chất lượng sản phẩm, nên sẽ phải có cái quy trình test rất là kỹ và kiểm tra cũng như là setup qua để anh em về sẵn cắm và dùng thôi. Đây, X7 DAC thì cũng chỉnh rất dễ, cơ bản chỉnh nó còn dễ hơn cả âm ly các anh em sử dụng. Trên nền tảng âm ly 2.3, 5.6 hay là Boston hay là California thì có khi nó còn khó chỉnh ở con này. Con này chỉnh rất dễ, tiếng hay, chống hú tốt, ít nút chỉnh, lại có hiệu năng, hoạt động tốt. Đấy các bạn thấy không? Chờ người đó thấy. Tình lại buồn hay sao?